Đây là lần đầu tiên khi Thiên Từ ăn sinh nhật của Daddy. Thiên Từ ơi, Thiên Từ ơi, đừng có ăn sinh nhật của ta. Bánh kem gì con? Đưa cái xài cho bánh vỗ cho nó. Đây là bánh kem. Nè, ăn đi, liếm đi. Ăn đi, ăn. Mâm đi con. Thôi bây giờ Thiên Từ hát đi nè. Cái gì đó nữa quá. Ăn đi. Giờ quá à, chưa bỏ tay nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to Daddy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Daddy. Rồi. Ai đây, ai đây kìa. Con vỗ tay đi. Nha. Con vỗ tay đi. Vỗ tay mà. Vỗ tay chúc mừng đi, chúc mừng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Lẹ rồi. Ghê quá. Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật cho Đan Trường nha. Rồi. Chờ quá. Chờ cái nếp kinh kia nó đi nha.